Đừng buồn nữa con, uống miếng nước cam đi cho khỏe người. Mẹ nghĩ trong chuyện này chắc có uẩn khúc gì đó. Thằng Kỳ nó không phải là người tệ như vậy đâu. Không đâu mẹ. Nếu như mà anh không muốn trốn tránh sự thật thì sao anh lại không chịu nói chuyện với con chứ? Con chỉ muốn biết là đang có chuyện gì xảy ra thôi mà. Mẹ nghĩ lúc đó chắc nó đang có chuyện gì buồn cho nên nó mới làm như vậy. Nhưng theo ý mẹ, những tấm hình đó chắc chắn là do thằng Khương nó dàn dựng. Nó với con nhỏ đó, hai người đã dàn dựng chuyện này để chia rẽ hai đứa tụi con đó. Con cũng nghĩ như mẹ, nhưng mà con vẫn muốn được nghe chính miệng anh nói với con tại sao lại có những tấm hình đó. Quan trọng là niềm tin con à. Khi chúng ta tin là điều đó không phải do thằng Kỳ làm là tốt rồi. Còn chuyện tại sao mà xảy ra chuyện đó, mình đợi thằng Khương về, mình truy vấn nó là sẽ ra thôi. Thằng Khương sẽ không bao giờ trở về đây nữa. Tại sao thằng Khương không về đây nữa? Nó xảy ra chuyện gì hả anh? Đúng vậy, chắc chắn thằng Khương sẽ không trở về ngôi nhà này nữa. Ba nghĩ mẹ con nói đúng. Những tấm hình là đều do thằng Khương dựng lên. Vậy là nó đã thừa nhận với anh, nó dựng nên những tấm hình đó hả? Không, nó không thừa nhận bất cứ điều gì. Ba, như vậy đúng là anh Kỳ bị oan rồi. Vậy là con vẫn tiếp tục được gặp anh Kỳ phải không ba? Không, không bao giờ có chuyện đó. Tại sao vậy ba? Tại sao ba lại cấm con quen với anh Kỳ? Tại sao như vậy hả ba? Cấm. Không cần biết lý do, con chỉ biết con và thằng Kỳ không được đến với nhau. Tại sao vậy hả ba? Nếu như ba không giải thích thì con sẽ không chịu đâu. Sao? Con chống lại ba phải không? Phải không? Thôi 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 mà anh, đừng có nóng giận như vậy không tốt. Cả con cũng vậy nữa Ân. Đừng có như vậy mà. Ba con vừa mới bị thương xong, sức khỏe còn yếu lắm. Đừng có làm ba con bị kích động, sẽ không tốt cho sức khỏe của ba con đâu. Anh à, anh cũng mệt rồi, đi lên phòng nghỉ đi anh. Không, em tránh qua. Ba có chuyện muốn nói với con về cái chuyện mới xảy ra nè. Ân, tại sao, tại sao con dám tự giận về cái chuyện không ra gì? Con nặng chữ tình hơn chữ hiếu phải không? Ba mẹ nuôi con lớn lên chưa nhờ giả được gì là con muốn chết rồi. Thôi con nghĩ anh, con nghĩ chết là giải quyết tất cả mọi chuyện sao? Thôi mà anh, mọi chuyện đã qua rồi mà. Qua cái gì? Chuyện mới xảy ra mà qua cái gì? Ân nè, hôm nay ba phải nói cho con hiểu để con đừng có dại dột hành xử như vậy. Ba tuyên bố với con, cho dù con làm bất cứ chuyện gì thì con và thằng Kỳ phải cắt đứt mọi quan hệ. Ba, tại sao vậy hả ba? Con không biết tại sao mà ba lại cắt đứt chuyện của con và anh Kỳ. Nhưng mà dù thế nào đi nữa, con vẫn mãi yêu anh Kỳ mà thôi. Con chỉ yêu duy nhất mình ảnh thôi ba biết không? Ừ. Con, con anh à, con cãi ba phải không? Thôi mà anh đừng có nóng giận không có tốt đâu mà. Là do em tất cả đó. Con hư là tại mẹ. Em thương con nuông chiều nó quá nên nó mới như vậy đó. Sao anh lại nói với em như vậy chứ? Em làm tất cả mọi chuyện là vì anh, vì con thôi mà. Em còn dám nói nữa hả? Do em, do em nên cái nhà này nè tung ti trật tự nó mới như vậy nè. Tại em sao? Chứ không phải là tại anh, cho nên hai đứa nó mới ra nông nổi như vậy. Ý em là sao? Ý em là sao? Em nghĩ là anh hiểu rõ mà.
Em chỉ muốn nhấn mạnh với anh, dù xảy ra bất cứ chuyện gì, em cũng sẽ làm tất cả mọi cách để cho con Ân được hạnh phúc. Anh đuổi em hả? Đúng vậy. Tạm thời anh không muốn gặp em nữa. Em về đi. Tại sao vậy chứ? Em muốn gặp mặt anh để hỏi rõ mà. Em không nghe nữa sao? Em đi về đi. Nè, con sao vậy? Sao con lại khóc nữa? Không có gì đâu mẹ, con chỉ đang đọc sách thôi. Con đừng có buồn nữa. Chuyện thằng Kỳ á, khi nào con gặp được nó thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi mà. Mọi chuyện đã sáng tỏ rồi mẹ. Chỉ có điều là cô không hiểu tại sao anh lại từ chối nói chuyện mãnh liệt như vậy. Có thể là thằng Kỳ nó có chuyện gì đó chưa thể tâm sự với con được. Mẹ lên đây để nói với con một điều, dù có xảy ra bất cứ chuyện gì, mẹ cũng sẽ bảo vệ hạnh phúc cho con. Cảm ơn mẹ. Con của mẹ xứng đáng được hạnh phúc mà. Nhưng mà con nè. Dạ. Lúc này con hãy khoan gặp thằng Kỳ cái đã. Trong thời điểm này, con không nên làm ba con buồn, không nên làm trái ý ba con. Con hiểu ý mẹ chưa? Dạ con hiểu. À mẹ, anh Khương sao rồi mẹ? Chẳng lẽ anh không về nhà mình nữa hay sao? Chắc là ba con giận nó, chuyện mà nó đưa những tấm hình cho con coi làm con bị tổn thương đó. Nhưng mà dù sao thì anh cũng từng gắn bó với gia đình mình lâu rồi mà. Nó là một thằng không tốt, nó chỉ luôn làm cho con đau khổ. Mẹ không thích nó. Ông nói sao? Thằng lính của tôi bị lão tập quân giết rồi hả? Đúng vậy. Nhưng mà ông phải bình tĩnh, để chúng ta bàn cách mà trả thù chứ. Ông nóng nảy như vậy sẽ không làm được gì. Bình tĩnh sao được? Nó là thằng đàn em đáng tin cậy nhất của tôi. Chính tôi đã thu nhận nó khi nó còn là một đứa trẻ chuyên bóc thôi, rồi dạy cho nó thành thạo như ngày hôm nay. Ông nói đi, tại sao nó bị giết? Vì một thỏa thuận với đối tác của chúng ta, nên tôi đã cử nó đi khử một thằng trong băng của lão Tạc Quân. Không ngờ nó thất bại và đã bị bọn đàn em của Tạc Quân bắt rồi. Thỏa thuận? Là thỏa thuận gì? Đối tác nào của chúng ta? Có phải thằng Trí Quang không? Không, là một thằng khác. Nó cũng rất có ích cho chúng ta. Nó đem cho chúng ta những mối quan hệ làm ăn của lão Tạc Quân. Vậy chính là thằng Khương mà ông từng nhắc tới. Chúng ta không nên quan trọng những chuyện đó. Chúng ta chỉ cần biết là bằng mọi cách có thể lật đổ được lão Tập Quân mà thôi. Đôi khi hy sinh một con tốt để thắng cả trận thì cũng tốt thôi, đúng không? Không, đó là thằng đàn em của tôi, không phải là đàn em của ông, nên ông mới nói như vậy. Nếu nó là đàn em của ông thì ông sẽ nghĩ khác rồi.
Không, đàn em của tôi thì cũng vậy thôi. Bộ anh không thấy là nguyên cả đám đàn em của tôi bị bắt mà tôi vẫn thoải mái sao? Đôi khi hy sinh một đứa đàn em cho đàn anh cũng đáng mà. Anh Thành ơi, anh Thành, em tới rồi sao? Anh đi đâu giờ này mới về? À, anh qua nhà của một đối tác. Em ngồi đi. Em hãy nói cho anh biết chuyện gì xảy ra giữa thằng Khương với hắn ta đi. Như vậy đúng là thằng Khương là tay trong của anh rồi. Em đừng có nói nhiều. Hãy kể cho anh nghe chuyện giữa thằng Khương với hắn ta. Nó đã bị đuổi đi rồi. Bây giờ em cũng không biết nó đi đâu nữa. Tại sao lại bị đuổi? Em cũng không rõ. Hình như là vụ thằng Khương, nó đã cố tình ngăn cách thằng Kỳ với con Ân, cho nên anh ấy đã đuổi nó đi. Sao lại là như vậy? Chẳng phải chính hắn ta cũng muốn điều đó sao? Hắn ta cũng muốn thằng Khương với con Ân quen nhau mà. Dạ đúng, đúng là anh ta muốn như vậy. Nhưng lần này thằng Khương đã rất quá đáng, khiến cho con Ân bị sốc rồi còn phải tự tử. May mà lúc đó có mặt em kịp thời để cứu nó. Sau vụ đó, có lẽ là anh ta không còn tin tưởng thằng Khương nữa, cho nên là đuổi nó đi. Thật vậy sao? Chứ không phải là vì vụ thằng Kỳ bị tên sát thủ nào đó khử, mà hắn ta đang nghi ngờ chính thằng Khương đứng sau lưng à? Vụ này thì em không hề biết. Vụ vừa rồi em không biết thì có thể, nhưng mà trước đó thằng Kỳ và con Ân bị hai tên sát thủ truy sát, em không thể không biết, đúng không? Dạ. Vậy là sau khi thằng Khương đi, giờ bên cạnh hắn ta chỉ còn thằng Kỳ với thằng Quang, đúng không? Dạ, em cũng không rõ. Đàn em của anh ta rất là nhiều, những người luôn bảo vệ anh ta lúc anh ta bị bắn trong vụ vừa rồi đó. Nhưng đó chỉ là bọn lóc cóc. Hai tên đàn em thân cận nhất luôn bảo vệ hắn ta thì đã bị khử rồi. Giờ thêm một đứa nữa rời khỏi băng của hắn, vậy thì băng của hắn ta sắp tàn rồi. Chuyện quân Ân với thằng Kỳ đó sao rồi? Dạ, cũng đang bình thường. Vậy à? Vậy thì cần tiếp tục vun đắp cho hai đứa nó. Hai đứa nó có thể là con cờ chính ở trong vụ này. Thank you.
Anh Kỳ. Hả? Ân. Gặp được anh em mừng quá. Sao em gọi điện mà anh không bắt máy? Tại vì anh ơi. Em gọi anh hoài mà anh không trả lời em. Thật sự em cũng không biết làm sao nữa. Em chợt nhớ ra, mỗi lần anh buồn hay là anh có tâm trạng gì thì anh hay ra đây, nên em chạy ra thử. Giờ em đã gặp anh. Em cứ tưởng là mất anh rồi. Em không nghĩ chuyện vừa rồi đã khiến anh và em phải xa nhau. Em đã biết chuyện này rồi hả? Em biết rồi. Em biết nó không phải là lỗi của anh mà, đúng không? Là sao? Em nói gì anh không hiểu. Chính anh Khương đã dàn dựng vụ này. Em biết là anh không có tình cảm gì với cô ta mà, đúng không? Anh xem đi. Tại sao em lại có được những tấm hình này? Anh không hiểu. Anh Kỳ, chẳng phải là chúng ta đang nói chuyện về những tấm hình này hay sao? Chẳng phải là anh đang né tránh em về chuyện này hay sao? Anh không muốn gặp em là vì chuyện khác. Còn về chuyện này, anh hoàn toàn không biết gì hết. Chuyện khác? Có chuyện gì đó anh đang giấu em sao? Hả? Không lẽ em không biết gì hết sao? Hả? Nếu em đã không biết rồi thì tốt nhất em không nên biết. Em chỉ nên biết là chúng ta không nên quen nhau nữa. Em không hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa chúng ta. Có quá nhiều chuyện mà em không thể nào biết được. Từ chuyện anh làm gì cho ba em, rồi chuyện ba em tại sao lại bị bắn, cho tới chuyện vừa rồi anh làm cho em rất đau khổ mà em không hiểu gì sao. Tại sao ba lại ngăn cấm em đến với anh chứ? Ba em không nói lý do gì sao à? Ân à, rồi ba em sẽ nói rõ thôi. Sự thật là chúng ta không thể nào đến với nhau được. Vậy thì anh phải nói cho em biết đi. Anh kia này nói cho em biết lý do đi. Cả anh cũng giấu em sao? Anh nói cho em nghe đi mà. Anh xin lỗi. Rồi em sẽ hiểu thôi. Anh đi đây. Anh Kỳ, nói cho em biết lý do đi. Anh Kỳ. Thật là không ngờ, cái thằng mình tin tưởng nhất chính là cái thằng phản lại mình. Đúng là đời người nhiều chuyện khó nghĩ thật. Kể từ bây giờ, thằng
Khương làm điều gì tổn hại bằng nhóm, hãy khử nó ngay, rõ chưa? Dạ rõ. Tôi thật khắc quy muốn hại cả băng nhóm chúng ta, nên nó từ từ mua chuộc từng thằng. Cậu chú ý điều này nha. Thưa ông hai, em biết rồi. Cậu báo cho thằng Kỳ là nên cẩn thận hơn. Có thể nó đang trong tầm ngắm của thằng Khương và thằng Khắc Quy. Dạ thưa ông hai. Nếu đúng như suy đoán của thằng Khương thì thằng Kỳ có thể là một trong những nội gián trong băng của chúng ta, cũng giống như ông hai suy đoán. Tại sao con nói vậy? Tuy là trước đây tôi từng suy đoán như vậy, nhưng tôi đã cải chính rồi mà. Dạ, thật ra khi em đặt câu hỏi này cho ông hai là vì em có khúc mắc tại sao trong mấy ngày qua bản thân em không thể liên lạc với thằng Kỳ. Thứ hai nữa, không hề biết nó đang ở đâu. Cái thứ ba, khi em tới nhà trọ, người ta nói nó chưa về đây. Nếu đúng vậy, khi nào nó trở về, cậu bí mật theo dõi nó, có tin gì hãy báo tôi biết ngay. Dạ em biết rồi. Nghe tiếng ông anh từ lâu mà hôm nay mới được diện kiến, thật là vinh hạnh cho tôi quá. Tôi cũng nghe danh tiếng anh Khắc Quy đã từ lâu, chỉ tiếc là chưa có cơ hội nào để gặp. Thôi chúng ta cùng nâng ly. Mời. Chúng tôi không có thời gian, anh cứ đi thẳng vào vấn đề đi. Được, như vậy thì tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề chính luôn. Chắc là ông anh cũng biết là hiện nay tôi đang kinh doanh mặt hàng gì ở trong nước đúng không? Biết chứ, chúng ta là dân buôn hàng trắng với nhau mà. À, hay lắm. Như vậy thì tôi cũng không cần màu đầu làm chi cho mệt. Theo tôi được biết á, thì ông anh chính là người đã cung cấp hàng cho lão Tà Quân để phân phối hàng ở trong nước, có đúng không? Đúng thì sao, mà không đúng thì sao? Mà ông anh có liên quan gì đến chuyện này? Có chứ, liên quan nhiều nữa là đằng khác. Bây giờ tôi xin nói thẳng, ông anh có thể phân phối hàng cho tôi được không? Tại sao phải là tôi? Chẳng phải lúc trước bên anh đã có người cung cấp hàng rồi, phải không? Ừ, thì đúng vậy. Nhưng mà hàng của tôi lấy không chất lượng cho lắm, cho nên là tôi mới nghĩ đến ông anh. Ông anh là người uy tín và giao hàng có chất lượng hơn nhiều. Cho nên á, tôi cần ông anh giúp đỡ cho chúng tôi. Vô. Mời. Dạ em nghe anh Quy. Đem tiền vào cho tôi. Đây là 500.000 đô la, tôi giao trước cho ông anh. Còn hàng thì tôi sẽ nhận sau. Anh không sợ tôi lấy sao? Dân làm ăn với nhau mà, phải đặt niềm tin là hàng đầu chứ. Anh cứ hợp tác cho tôi đi, tôi sẽ là bạn hàng lớn nhất của ông anh. Tôi và ông Trùm Tà Cun đang có mối quan hệ làm ăn và đang rất tốt đẹp, rất khó để bỏ ổng để mà hợp tác với ông anh.
Chắc ông anh cũng biết những chuyện xảy ra vừa rồi với lão Tà Cun chứ? Biết chứ. Vừa rồi ông bị một đám giang hồ truy sát, xem nên là mất mạng. Đúng vậy. Mà thật sự thì cái mạng của ông ta hiện nay cũng khó giữ lắm, muốn lấy lúc nào mà trả được. Chính vì vậy cho nên anh phải tìm một đối tác khác thay thế cho ông ta là vừa. Chuyện này thì chưa nói trước được gì. Để cộng tác trong việc này thì còn nhiều yếu tố lắm. Trong đó việc bí mật và an toàn là ưu tiên hàng đầu. Nhưng thấy ông anh cũng có tấm lòng nên tôi cũng quyết định thử một phen. Tôi sẽ cung cấp cho ông anh một lượng hàng tương đương với số tiền này. Và tôi làm như vậy á để xem tình hình bên ông anh có tốt hay không. Lúc đó chúng ta sẽ tính tiếp. Như vậy là tốt lắm rồi. Thôi, bây giờ thì chúc mừng sự hợp tác của chúng ta ha. Nghe nói hàng lần này sẽ ngon lắm. Nói sao thì nghe vậy thôi. Lát nữa nhận hàng thì biết liền mà. Có gì đâu mà tụi bay cứ lâu hoài. Hình như là tụi nó đến kìa. Anh Hai Quy nói là một người khác đến giao hàng, nhưng không ngờ lại là một cô gái ngon lành đến như vậy. Cô tới thay thằng Phong hả? Đúng vậy. Anh Quy kêu tôi giao hàng cho anh rồi nhận tiền về. Tao nghe anh Hai nói là hàng mới tốt hơn hàng cũ, để tụi tao thử coi. Tiền đâu? Đưa thử được cho cô em. Đồng chí, khẩn trương lên. Tất cả sẵn sàng chưa? Sẵn sàng, sẵn sàng. Nhóm 1 điểm A, nhóm 2 điểm B và nhóm 3 điểm C. Rõ. Đồng chí em chở cho tôi. Ok, được lắm. Vậy kể từ bây giờ hàng sẽ chất lượng như vậy, đúng không? Đúng vậy. Chắc ông anh đã biết giá cả. Biết chứ. Tất cả đứng yên. Đứng lại! Đứng lại! Đứng lại! Em phải về băng của hắn, nếu không hắn nghi ngờ. Em cẩn thận nha. Dạ. Yeah. Thi, em về với anh đi Thi. Em về với anh đi Thi. Đừng bỏ anh, đừng bỏ anh, hãy về với anh đi Thi. Thi, Thi. Con chào cô.
Con tới chăm sóc vết thương cho chú đúng không? Dạ đúng rồi cô. Con vô nhà đi. Dạ. Sao? Chúng mày thấy căn hộ này như thế nào? Tôi thấy cũng tốt. Một nơi yên tĩnh như vậy cũng lý tưởng. Tạm thời chú mày cứ ở đây đi. Bảo đảm ông hai sẽ không thể tìm ra được chú mày đâu. Nhờ công của chú mày mà anh có được một nguồn hàng rất tốt để cung cấp cho khách hàng. Anh đã giao cho khách thử ngay trong ngày hôm nay. Bảo đảm khách hàng sẽ rất hài lòng với nguồn hàng mới này. Đàn em của anh đang giao dịch với khách hả? Đúng vậy. Một lát nữa tụi nó sẽ đem tiền về. Có thể nói từ bây giờ là bước khởi đầu cho việc buôn bán kẹo và đá của chúng ta đối với khách hàng. Dần dần chúng ta sẽ thay thế và hất cẳng lão hai ra khỏi toàn bộ thị trường. Tôi cũng nghĩ vậy. Tình vui đã tới. Alo. Sao? Bị hốt hết rồi à? Rồi con tiền. Có chuyện gì đó hả anh? Mẹ nó, bị bọn mắt xanh bắt hết rồi. Chỉ còn mỗi mình nhỏ đã thoát được rồi. Tiền cũng đã mất hết rồi. Tại sao lại như vậy? Có khi nào bọn mắt xanh biết được mọi chuyện anh đang làm và cho người theo dõi không? Không biết là bọn mắt xanh theo dõi từ băng nào. Cũng có thể là băng của đối tác để lỏng nên bị theo dõi. Anh nghĩ có khi nào do ông hai làm không? Cũng có thể. Tôi thấy chắc chắn là có ông hai nhúng tay vô. Bởi vì ông hai biết mọi chuyện anh đang làm và âm thầm báo cho bọn mắt xanh biết để bắt anh. Không chắc là việc này do ông hai gây ra đâu. Tôi chắc là ông hai đang làm chuyện đó bởi vì ông hai muốn trả thù anh. Về chuyện này anh cứ yên tâm đi, tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu. Vết thương của chú cũng đỡ rồi đó. Chú nhớ ăn uống đúng theo chỉ dẫn của bác sĩ để vết thương mau lành nha. Tôi biết rồi. Cảm ơn cô. Có gì chú cứ gọi cho con. Dạ chào chú, con về. Chào cô. Ủa, xong rồi hả con? Dạ. Vết thương của chú làm sao rồi? Dạ, vết thương của chú ổn rồi cô. Mà cô nhớ nhắc với chú, nhớ khi làm việc gì thì cũng phải cẩn thận nha. Ừ, cô biết rồi, cảm ơn con. Cô đưa con xuống nha. Dạ. Dạ. Thật ra khi em đặt câu hỏi này cho ông hai, bản thân em có khúc mắc. Tại sao trong mấy ngày qua bản thân em không thể nào liên lạc được với nó? Thứ hai nữa,
không hề biết nó đang ở đâu. Và cái thứ ba, khi em tới nhà trọ, người ta nói nó chưa về đây. Nếu đúng vậy, khi nào nó trở về, còn bí mật theo dõi nó, có tin gì hãy báo tôi biết ngay. Dạ biết rồi. Cô ấy nói thật kỹ, ham chơi lêu lỏng nên gia nhập giang hồ. Nhưng chồng của cô ta lại chính là gã cảnh sát năm xưa truy bắt nó. Một gia đình như vậy mà thằng Kỳ ham chơi lêu lỏng sao được? Đúng là khó tin. Quỳ tái về rồi hả em? Dạ. Em có bồi dưỡng cho cô ta chứ? Dạ rồi. Cổ nói là anh phải giữ gìn sức khỏe, làm việc gì cũng phải cẩn thận, đừng có để ảnh hưởng tới vết thương. Anh biết rồi. Anh uống nước cam đi. À, con đâu em? Chắc nó đi qua nhà bạn. Là năm cuối cho nên nó cũng hơi bận. Đi qua nhà bạn thì được. Anh chỉ sợ nó đi tìm thằng Kỳ đó. Mà sao em thấy anh có ác cảm với thằng Kỳ vậy? Em không cần biết chuyện đó. Em chỉ biết là con Ân và thằng Kỳ không phù hợp với nhau. Không phù hợp là không phù hợp ở điểm nào? Em thì lại nghĩ anh còn có điều gì đó giữ bí mật cho riêng mình mà không muốn nói cho em biết. Ý em là sao? Bí mật là cái gì? Anh phải tự hiểu chứ. Em nè, có gì thì em cứ nói thẳng đi. Giữa anh và em đâu có điều gì phải giấu nhau đâu. Nếu vậy thì em sẽ nói thẳng ra, anh vẫn còn Dương Vấn, người vợ cũ của anh, đúng không? Trời ơi, em ơi, tại sao em lại nghĩ như vậy? Hiện nay anh chỉ có em và có Ân thôi mà. Em thì không nghĩ như vậy. Chỉ có em mới là người vẫn còn yêu anh thôi. Khoan đã, em vẫn chưa trả lời câu hỏi. Tại sao em nghĩ như vậy? Vì lúc nãy khi anh nằm mơ đã kêu tên người đó. Cho em cây xin gom đi chị. Chị ơi cho hỏi, cái nhà đẹp đẹp bên kia hình như là nhà của cô Thi phải không? Ừ đúng rồi, nhà đó của cô Thi bác sĩ đó. Nè cậu. Rồi cảm ơn. Nhà cô Thi bác sĩ mà cũng đẹp quá ha. Ừ. Rồi gia đình tất cả cùng sống chung với nhau hả? Ừ thì cổ sống chung với một ông chồng, có hai đứa con nữa, đứa con trai đứa con gái. Ok cho em ly cà phê đá. Cậu ngồi đợi đi. Cô Thi á, cổ hay nói chuyện với bà con hàng xóm ở đây lắm. Cổ được lòng bà con hàng xóm lắm. Mà dạ, không chỉ mình cổ đâu nha, cả nhà cổ ai cũng vậy hết á. À chị, ủa nghe nói bên bển nhà cô Thi có cậu con trai học giỏi lắm phải không chị? Thằng con trai thì tôi không có rõ lắm, vì tôi ít thấy cậu ta lắm. Mà cậu hỏi chi vậy cậu? Không có gì đâu. Em là nhà báo, sẵn đây có chuyên đề viết về gia đình văn hóa, nên là định qua đây hỏi thông tin để em về em viết bài thôi. Vậy hả? Cậu là nhà báo hả? Giỏi ghê ha. Cảm ơn chị, cũng bình thường thôi mà. Ủa mà chị biết thêm thông tin gì về cậu con trai đó không? Tôi cũng biết, nhưng mà biết sơ sơ thôi hả. Nghe nói cậu ta tên là Dũng á, ở nhà thường hay gọi là cậu Hai Dũng. Còn đứa em gái tên là Lan.
Hai Dũng. À mà chị ơi. Hả? Ngoài cái tên Hai Dũng ra, còn cái tên nào khác để kêu nữa không? Không, tôi chỉ biết có tên Hai Dũng thôi à. Ủa mà bây giờ anh ta làm nghề gì vậy? Ờ, tôi cũng không rõ lắm. Hình như là công an gì đó. Nhưng mà lâu quá rồi tôi cũng không có thấy nó về nhà. Không biết nó đi đâu nữa. Nếu muốn biết thằng Kiệt có phải là nội gián hay không, hãy theo dõi nhà bà Thi. Người bác sĩ vừa mổ cho tôi đó thì sẽ hiểu rõ ngay. À, đúng rồi, thằng Dũng là công an, nó đi theo nghề của ba nó mà. Vậy thì hiện nay nó vẫn là công an hả cậu? Bữa giờ cậu không có gặp nó nên cậu không biết nữa. Chỉ nghe ông Thi nó nói là nó đang làm nhiệm vụ gì đó nên không có gặp được. À, mà con định gặp nó hả? Dạ không, con chỉ hỏi cậu vậy thôi. Vừa rồi á là cậu có lên thăm con Thi. Cậu có kể cho nó nghe là ta gặp bay. Mà hình như là bay mới vừa gặp nó phải không? Dạ đúng rồi, con mới vừa gặp Thi. Hồi nãy giờ á, nghe bay hỏi thằng Dũng, không lẽ là bay đã biết cái chuyện? Dạ, con biết hết rồi cậu. Không biết phải nói với bay làm sao. Có lẽ là chuyện sắp tới chỉ chờ ông trời sắp đặt mà thôi. Cậu thấy thằng Hùng nó rất thương Dũng. Cậu sợ là thằng Dũng nó bị sốc khi nó biết cái tin này. Hy vọng là nói với thằng Dũng không bị mất tình cho con. Dạ, thôi cậu nghỉ ngơi đi. Con cảm ơn cậu nhiều lắm. Có dịp con về quê con sẽ thăm cậu nha. Ừ. À mà làm gì phải cẩn thận nghe con. Nếu được thì mà thôi, chuyện của bay tự bay quyết định đi. Có rảnh gọi thì ghé thăm cậu. Dạ con biết rồi. Ừ. Con chào cậu. Ông mới tới hả? Ân vào đi. Sao nhìn Lan giống như là đang sợ ai phát hiện vậy? Đâu có, Lan muốn hai đứa mình bí mật một chút xíu. Nói chuyện tâm sự mà có người lạ nghe thì kỳ lắm. Ân ngồi đi. Ừ. Ngồi đây nè. Theo như là mẹ nói, vậy con với ông ta thì con chỉ thích làm giang hồ lêu lỏng nên mới như vậy. Mẹ không tiết lộ với ông ta con chính là công an. Đúng vậy, mẹ con biết phải nói thế nào mà. Vậy thì con nghĩ con chưa bị lộ. Vậy là ông ta chưa biết con là công an được cài vào băng nhóm của ông ta. Ba không nghĩ vậy. Ông ta là người có rất nhiều kinh nghiệm. Ông ta sẽ đoán ra được con là ai rồi. Nếu như mà ông ta đoán được thì sẽ không để yên cho con đâu. Vì con là con ruột của ông ta, hổ dữ không ăn thịt con của mình mà. Dù có thế nào đi nữa thì con cũng sẽ theo đến cùng chuyên án này. Cũng gần kết thúc rồi ba. Con à, không nên mạo hiểm tính mạng của mình. Dù ông ta có thương và bảo vệ con, nếu như con làm hại đến tổ chức của ông ta, chắc ông ta cũng sẽ không tha cho con đâu. Dạ, nhưng mà ông ta là tội phạm. Dù có thế nào con cũng sẽ bắt ông ta. Cho dù cái vụ vừa rồi về tên sát thủ đó, ông ta có cho Trí Quang đến giải cứu con thật hay không, nhưng trong công việc con sẽ không bao giờ để ảnh hưởng đâu ba. Ba biết, con là con trai của ba, là người ba hiểu nhất mà. Trong lúc này
là thời điểm nhạy cảm. Khi ông ta đã biết sự thật về con thì ông ta tất nhiên sẽ đề phòng con. Còn bọn đàn em nữa, chúng ta vẫn chưa biết là ai đứng đằng sau vụ truy sát con vừa rồi. Con cũng đang đoán được kẻ đó là ai, nhưng mà chỉ là phỏng đoán thôi. Là ai? Nói cho ba nghe xem. Mình không hiểu sao anh Kỳ cứ tránh gặp mình hoài à? Thôi đừng có buồn nữa, biết đâu anh Kỳ anh có chuyện gì khó nói thì sao. Có gì thì cũng phải nói cho mình nghe một tiếng chứ. Đợt này không có nói gì hết, bây giờ mình cũng không biết làm sao nữa nè. Lan cũng không biết khuyên Ân sao đây. Nhưng mà Lan nghĩ vậy nè, gia đình của Ân vừa trải qua những chuyện buồn, bây giờ mà Ân còn buồn nữa, gia đình của Ân sẽ rất là lo lắng. Cảm ơn Lan nha. Mình không hiểu vì sao ba mình cứ cấm mình gặp anh Kỳ. Chắc là ba mình chê anh Kỳ là dân giang hồ vô thủ vô thực, không xứng đáng với gia đình mình, cho nên ba mình mới cấm. Ồ, thì ra là vậy. Cũng kẹt cho anh Kỳ quá ha. Theo Lan thấy anh Kỳ cũng tốt mà. Mình đã giải thích cho ba mình rất là nhiều lần rồi, nhưng mà thậm chí là bây giờ bà cấm mình vĩnh viễn không được gặp anh Kỳ nữa kìa. Theo như Ân vừa mới nói thì hình như là chưa có chắc chắn đúng không? Thì mình chỉ suy đoán vậy thôi. Nếu như vậy thì Ân đừng có lo nữa. Chỉ khi nào mình kiếm được nguyên nhân thì mình tính tiếp. Còn bây giờ chưa tìm hiểu được, ngồi đó đón mò, bắt công hiểu làm ba của Ân thì tội nghiệp. Mình biết mà, nhưng mà ngoài nguyên nhân đó ra thì mình không còn nghĩ nguyên nhân nào khác hết. Chứ bây giờ Ân ngồi nghĩ cũng đâu có được gì đâu. Nha, nghe lời Lan đi, khi nào tìm được nguyên nhân thì mình tính tiếp. Cảm ơn Lan đã bảo vệ ba mình nha. Mình là con của ba mà còn chưa hiểu ba được như Lan. Không có đâu, thường thường á, người ở ngoài sẽ sáng hơn người trong cuộc một chút xíu. Ân đã tới đây tâm sự với Lan thì Lan cũng phải khai sáng cho Ân một chút xíu đúng không? Thôi đừng có buồn nữa, ngồi đây nha. Lan xuống dưới nhà lấy trái cây lên, mình vừa ăn vừa tám tiếp ha. Đó chính là tên Khương, tên đàn em luôn bên cạnh ông ta. Hắn ta ghen về chuyện con với Hồng Ân, mà chỉ riêng mình con mới để cho hắn ta ghen ghét thôi. Có thể là con nói đúng, con phải tự tin lên. Nhưng mà cũng nên đề phòng đàn em của tên Khắc Huy. Hiện tại con cũng là đàn em của lão Tà Quân, nên có thể tên Khắc Huy cho người khử con để chặt bớt tay chân của Tà Quân. Mà ba thấy như thế này, nếu như con nói thì tên đó là đàn em của Khắc Huy đã truy sát Tà Quân lần trước đúng không? Dạ, con nghĩ là ba nói cũng đúng. Con sẽ đề phòng hắn ta. Dũng đi mà. Trái cây đây. Ân, trái cây tới rồi nè. Tèn tèn. Nhìn ngon quá ha. Nhà Lan cái gì cũng thiếu, chỉ có trái cây là không thiếu thôi. Là con gái thích thiệt ha. Ăn đi Ân, nè. Nhìn Lan lúc nào cũng vui vẻ, hồn nhiên hết á. Vậy chắc là gia đình Lan hạnh phúc lắm ha. Nhà Lan lúc nào cũng luôn luôn tràn ngập tiếng cười hết á. Nhìn Lan là mình thấy rồi mà. Lan nè. Ngoài Lan ra Lan còn anh em nào nữa không?
Lan hả? Không biết Ân đã thấy tấm hình mình chụp với anh Dũng hồi nhỏ chưa ha? Mà chắc thấy cũng không sao đâu. Hồi nhỏ thì làm sao phát hiện ra được? Lan á, Lan có một anh trai. À vậy hả? Vậy anh trai của Lan đâu? Mình có thể chào ảnh một tiếng được không? À, ảnh đi làm rồi, không có nhà, tối mới về. Vậy hả? À, thôi, Ân qua đây ngồi ăn trái cây đi. Lan nè, biết Lan cũng lâu rồi mà mình chưa hiểu rõ về gia đình của Lan. Mẹ Lan thì mình biết rồi nè, còn ba Lan và anh của Lan thì mình chưa gặp. Cái hôm mà gặp nhau lần đầu tiên ở nhà hàng đó, thì mình cũng chỉ gặp mẹ của Lan thôi. Bữa đó ba của Lan tới sau, còn anh trai của Lan có việc bận cho nên tới sau luôn. À vậy hả? À ăn đi Ân. Ân nè. Ba của Ân không thích anh Kỳ, còn mẹ của Ân thì sao? Mẹ của Ân thì ngược lại, mẹ Ân quý ảnh lắm. Thấy Ân hạnh phúc thì mẹ vui lắm. Vậy hả? Vậy là mừng rồi. Ít ra thì Ân cũng có được đồng minh bên cạnh. Mẹ Ân luôn hiểu Ân mà. Lan á thì không có được niềm vui giống như Ân, bởi vì người mà Lan thực sự thích thì lại không phù hợp. Ý Lan nói anh Quang á hả? À, tại vì hôm bữa mình thấy hai người nói chuyện trong bệnh viện lúc mà vô thăm ba mình đó. Ờ, đúng rồi. Anh Trí Quang đó. Nhưng mà mình thấy không có phù hợp. Anh Quang á thì mình cũng không có hiểu rõ, tại vì mình cũng ít gặp ảnh lắm. Nhưng mình thấy ảnh cũng tốt mà. Nhưng mà mình cũng chỉ mới thích ảnh chút chút thôi, cho nên bây giờ không có gặp ảnh thì mình cũng không có buồn lắm. Thôi, chuyện tình cảm bỏ qua một bên đi. Bây giờ nhiệm vụ của mình là xử lý hết cái đống này nè. Ăn đi Ân. Anh Quang, tụi nó lâu ra quá, hay là để hai tụi em á kêu nó ra rồi bắt nó luôn? Không được, tụi bay mà hấp tấp trong chuyện này thì hư hết. Tao nói tụi bay nghe, hai tụi bay làm gì thì làm, không để ảnh hưởng tới cô bé, nghe chưa? Dạ. Dạ. Vừa rồi chúng ta phá được một vụ buôn bán ma túy khá lớn của băng nhóm Tà Cun. Tuy nhiên tiền đã bị một tên đàn em bọn chúng ôm chạy mất. Tên Cát Quy này cũng muốn cạnh tranh với ông Trùm Tà Cun sau khi không thể hợp tác được. Theo như lời khai, số ma túy lần này khác so với số ma túy mà mỗi lần tên Cát Quy giao cho. Hàng này chất lượng hơn. Ý bà nói là sao? Có nghĩa là tên Cát Quy đó có nguồn hàng mới? Ba đang cho người điều tra, còn về thông tin ba sẽ cho con Mỹ báo cho con biết. Dạ. Thôi, tới giờ ba phải đi rồi. Con nhớ kỹ những gì ba dặn, tạm thời con không được mạo hiểm, nhất là phải cẩn thận với tên Cát Quy và tên sát thủ đó. Dạ, con biết rồi mà ba. À ba, mấy ngày nay không thấy động tĩnh gì của tên sát thủ đó. Ba cũng không chắc được, có thể là hắn ta đang đợi thời cơ để khử con đó. Con tuyệt đối phải cẩn thận. Dạ con biết rồi. Thôi con đi nha. Con chào ba. Thôi mình về nha. Ừ.
Hôm nào rảnh Lan qua nhà mình chơi. Mình phải qua gặp chú Danh mới được. Lần trước chưa có được gặp chú. Bà mình mà gặp Lan thì sẽ vui lắm á. Thôi Ân về hả? Ân đi về cẩn thận nha. Tạm biệt. Ủa, ai lại đến vào giờ này vậy ta? Dạ chào chị. Chào chị, em là bên công ty chuyển phát nhanh á, có người gửi cho chị bó hoa, chị cứ nhận giùm em. Alo, mày có phải là Dũng, anh trai của con Lan hay không? Có chuyện gì không? Em gái của mày đang trong tay tụi tao. Nếu bây giờ mày muốn em gái mày an toàn, đến đây gặp tụi tao. Nhớ là đừng đem theo bọn mắt xanh tới nghe chưa? Nếu không, mày biết hậu quả của em gái mày rồi chứ. Vậy nha. Alo. Mấy người làm gì vậy? Tại sao lại bắt tôi? Mấy người muốn gì chứ? Cô yên tâm đi, tụi tôi bắt cô một chút thôi, rồi thả cô ra ngay liền mà. Nhưng mà tại sao mấy người lại muốn biết về anh tôi? Thả tôi ra. Im đi, chúng tôi chỉ muốn điều tra anh cô một chút thôi, không nguy hiểm đến tính mạng của cô đâu. Bịt miệng nó lại đi. Cô tôi giỏi, báo người ta. Im đi chưa? Cô tôi giỏi. Cái này, quay mày. Mày điên hả? Mày không nghe lời dặn sao? Hên cho cô là tôi được dặn là không đánh cô đó. Nếu không dưới cái chiêu vừa rồi á, cô không còn cái răng ăn cháo đâu đó. Hắn sắp tới rồi đó, làm nhanh lên. Khóc gì mà khóc. Hắn tới được kìa. Ở đây cạnh nhau không? Em đi. Đưa em. Nói đi, mày có phải là Dũng, anh trai của con Lan hay không? Có chuyện gì không? Mày chỉ cần trả lời đúng hay không, mày không có quyền hỏi tụi tao. Mày nên nhớ, em gái của mày đang trong tay của tụi tao. Mày liệu hồn đó. Nói đi, mày có phải là Dũng, anh trai của con Lan hay không? Mày mà nói xạo thì tính mạng của em gái mày tao không nói trước đâu. Tụi tao đã biết tất cả mọi chuyện rồi, bây giờ chỉ quan trọng là tấm lòng thành khẩn của mày thôi. Nhanh lên. Đúng vậy. Được, vậy câu hỏi thứ hai, mày có phải là công an hay không? Trả lời nhanh lên, tao không có thời gian với mày đâu. Mày nói không? Phải. Tao hỏi mày câu cuối, mày chính là công an chìm được cài vào băng đảng của ông Trùm Tà Côn với mục đích gì? Nói. Đúng, tao trước đây từng là công an, nhưng mà do ăn chơi liêu lỏng nên bị đuổi khỏi ngành. Tao không phải là công an chìm. Tại sao mày bị loại ra khỏi ngành, không kiếm việc khác làm mà theo băng đảng làm gì? Cái tính tao là dân giang hồ, tao muốn gia nhập băng giang hồ để mà kiếm sống, vậy thôi. Tụi tao chỉ cần biết như đó là đủ rồi. Còn chuyện tại sao mày bị lội ra khỏi ngành, tụi tao không quan tâm. Còn bây giờ mày bước ra đó, 30 phút sau mới được vô. Nếu mày không nghe lời tao thì tính mạng của em gái mày đừng có trách. Đi. Nhưng mà tụi mày là ai? Tại sao lại điều tra tao? Tao không biết tụi mày. Mày không cần biết tụi tao là ai. Tao nói lại một lần cuối, đi ra ngoài. Lẹ lên. Đi.
Được. Ê! Đi. Lan. Lan à, em có sao không? Lan, anh ơi, em có sao không? Hả? Em cũng sao. À, để anh trở trối. Anh hai mặc kệ em, anh hai đuổi theo tụi nó đi, không có kịp đâu. Thôi bỏ đi em, có đuổi theo cũng không kịp đâu. Anh thấy có vẻ như tụi nó không muốn làm hại anh em mình. Em không sao, lành vui rồi. Hả? Em đừng khóc nữa. Thôi, em đến đi. Dạ. An toàn rồi, không sao đâu. Đi. Nè. Anh Quang, anh chạy dữ vậy, làm tụi em sợ muốn chết à? Có chuyện gì đâu mà chú em lo quá vậy? Dạ. Đây. Dạ nè anh. Dạ cái thằng đó là công an thiệt á. Trời, tụi em hù nó mà tụi em còn rung nó nữa. Tốt lắm. Mấy chú em cứ bình tĩnh đi, đừng có lo. Với lại tụi mình đâu có hại ai đâu mà sợ. Dạ. Đây, gửi mấy chú em về mà lo ngủ đi. Dạ, dạ cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Mà giờ đi nhậu chứ ai dạ, ngủ anh. Dạ đúng rồi anh. Tụi bay muốn làm gì thì làm. Có gì tao sẽ báo sau. Dạ. Dạ. Đi hướng này nè. Vậy là cuối cùng con đã bị lộ. Con đã đoán được ai đứng phía sau không? Dạ, con đoán là chỉ có thể là ông Trùm Tà Khuôn hoặc là đàn em của ông ta làm chuyện này thôi. Cụ thể là ai? Ờ, con chỉ dám chắc, nhưng con nghĩ là chỉ có thể là Trí Quang hoặc là Khương thôi. Nếu mà là Trí Quang làm thì chắc là theo ý của ông Trùm. Còn mà Khương làm vì mục đích gì thì con cũng chưa biết. Mục đích cuối cùng của hắn ta là muốn vạch rõ về xuất thân của con. Bây giờ con đã bị lộ thì chắc chắn con không còn con đường để về băng tà quân được nữa. Là Trí Quang gọi cho con. Hãy mở loa lớn lên để ba nhà Mỹ cùng nghe. Nhà lực. Dạ. Em nghe đây cả. Kỳ hả? Làm gì ở đâu mà mấy bữa nay mất tích vậy mày? Ờ, dạ, em có chút chuyện. Có gì không đây cả? Ờ, không có gì. Tao tới phòng trọ của mày nhưng mà không có thấy. Nghe nói mấy hôm nay mày không về phòng trọ phải không? Vì vậy tao gọi hỏi thăm mày. Mày đang ở đâu vậy? Gặp nhau nói chuyện một chút được không? Ờ, mà bây giờ đại ca đang ở đâu? Ở gần phòng trọ mày thôi. Mày chạy về liền nha. Dạ được rồi, em tới liền. Sao nó lại gọi con đúng lúc vậy chứ? Nè, chuyện này có liên quan đến vụ bắt cóc bé Lan không? Dạ, con cũng chưa biết nữa. Nhưng mà với cách đối xử dành cho Lan vừa rồi thì con nghĩ kẻ bắt cóc chính là Trí Quang thôi. À, tại vì là Trí Quang từng có tình cảm với Lan. Trí Quang từng có tình cảm với con Lan sao? Sao ba không biết vụ này chứ? Dạ, chỉ là thứ tình cảm mới phát sinh thôi bà. Nhưng mà con cũng đã ngăn cản rồi. Con cương quyết không cho Lan đến với Trí Quang. Chắc là anh ta cũng hơi ở mức con. Nhưng mà con nghĩ không vì chuyện này mà anh ta ghét con như vậy. À, con đừng có chủ quan. Có thể hắn ta không ghét con, nhưng dù sao hắn ta cũng là cánh tay phải của lão Trùm. Có thể hắn làm theo lệnh lão Trùm để tìm ra thông tin thật của con. Con nên nhớ, ông ta cũng là một kẻ máu lạnh đó. Dù cái thế nào con cũng phải đi gặp anh ta. Vậy ba cho Mỹ theo con. Có gì Mỹ hỗ trợ cho con? À, không nên ba. Nếu mà Trí Quang gặp con để vì chuyện đó thì chỉ có thể là một mình con tới thôi. Nếu anh ta phát hiện ra thêm bất cứ ai theo con thì cả gia đình của mình sẽ gặp nguy hiểm đó ba. Nhưng con đi một mình thì sẽ gặp nguy hiểm đó. Con nghĩ cũng không đến nỗi tệ vậy đâu. Dù gì đi nữa
con với anh ta cũng từng thân thiết với nhau như anh em mà. À, dạ thôi, con đi đây, ha. Nè. À, ba với Mỹ cứ yên tâm đi, có chuyện gì con sẽ xử lý ngay mà. Ừ. Con đi nghe ba. Ừ. Anh đi nghe. Dạ. Chú. À, Mỹ nè. Dạ. Con bám sát theo nó nhưng đừng để nó thấy con. Con biết rồi. Con đi nha chú. Tao nghe nè. Em đang đứng ở phòng trò đây nè ca. Nè ca đang ở đâu? Tao đang ở gần phòng trò mày đó. Vậy hả? Chỗ cái cầu mày nhớ không? Dạ anh nhớ. Tao đang đứng ở đây. Mày nhớ là đi một mình thôi nha. Dạ. Không cần phải núp đâu. Ra ngoài đi. Anh thấy rồi. Anh biết là trước sau gì ba anh á cũng kêu em theo dõi anh. Nhưng mà em cứ yên tâm đi, anh đi một mình được mà. Như vậy sẽ rất là nguy hiểm. Em chỉ bám theo anh từ xa thôi. Không nên như vậy. Có thể là Trí Quang đã bố trí người xung quanh đây. Chỉ cần em lộ diện ra sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của em và cả anh nữa. Em hiểu không? Em hiểu rồi. Nhưng mà... Được rồi, em đừng lo. Anh sẽ về bình an mà. Anh cẩn thận. Yên tâm đi. Anh đi đây. Dạ. Đại ca. Tới một mình hả? Dạ, em tới một mình. Mày biết là tại sao hôm nay tao kêu mày tới đây một mình không? Dạ không. Nghe đi. Nói đi. Mày có phải là Dũng, anh trai của con Lan hay không? Có chuyện gì không? Mày chỉ cần trả lời đúng hay không. Mày không có quyền hỏi tụi tao. Mày nên nhớ, em gái của mày đang trong tay của tụi tao. Vậy câu hỏi thứ hai, mày có phải là công an hay không? Trả lời nhanh lên, tao không có thời gian với mày đâu. Đã không? Phải. Thì ra
Đại ca chính là kẻ đứng sau cái vụ này. Đúng, là tao đó. Tao còn câu hỏi cuối để hỏi mày nè. Nhưng mà tao nghĩ mày biết, không cần phải bật máy ghi âm nữa. Mẹ, không ngờ mày chính là thằng nội gián, là đàn em tao tin tưởng từ trước đến giờ. Điều quan trọng là chính anh chưa muốn thoát khỏi cái bóng giang hồ để trở về với cuộc sống lương thiện. Điều đó đã ngăn cản anh đến với Lan. Anh hãy dũng cảm bỏ qua quá khứ và làm lại đi. Điều đó sẽ tốt cho anh hơn. Dũng! 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 Dũng ơi! Dũng! Sao? Thật kỳ biệt sao? Thưa ông hai, thằng Kỳ nó chết rồi à? Thật kỳ, nó chết. Tại sao? Chưa có lệnh của tôi, còn dám xử nó? Thưa ông hai, từ khi em biết thằng Kỳ là cảnh sát Kim, em không thể nào chịu đựng được. Khốn nạn! Còn kiềm chế không được, còn dám tự xử nó? Cậu học đánh thật Cường khi nào đi? Tao chỉ kêu mày đi theo dõi để biết hành tung của nó thế nào. Tại sao mày dám? Hả? Ra khỏi đây ngay, trước khi tao đổi ý. Đi. Chuyện này xảy ra cũng chính tại mày. Đứng lại! Chạy đi! Thảm chứ vậy. Chính là mày. Khốn nạn. Giết mày. Thank you.
người như vậy. Anh nói dối, đừng không tin. Ủa, sao con không ngủ thêm mà dậy sớm vậy? À, mẹ, tại con khó ngủ thôi à. Ủa, ba vẫn còn ngủ hả mẹ? Đâu có, ba dậy sớm đi ra ngoài rồi. Ủa, con ở đây mà không thấy ba con đi ra sao? Con cũng mới xuống thôi. À, ba đi đâu mẹ không biết hả? Chắc ba ra ngoài cho thư thẳng đầu óc thôi, mẹ đâu có để ý. Con qua đây với mẹ. Dạ. Sao vậy? Có chuyện gì giấu mẹ phải không? Sao lại ngủ không được? Nói cho mẹ nghe. Mẹ, mẹ nhớ anh Dũng năm xưa từng giúp con hay không? Nhớ chứ. Nhưng mà hình như con hỏi mẹ câu này rồi mà. Cậu bạn năm xưa của con có chuyện gì sao? Dạ đúng đó mẹ. Anh Dũng năm xưa chính là anh ruột của Lan đó. Cái gì? Cậu bạn năm xưa của con chính là anh ruột của Lan? Dạ. Sao bất ngờ vậy? Con cũng tình cờ biết thôi. Khi con qua nhà Lan chơi mới biết được. Mà con cũng bất ngờ về điều này nữa. Mà con đã thấy mặt cậu Dũng chưa? Dạ chưa. Con chỉ thấy tấm hình hồi nhỏ thôi. Khi mà con qua nhà của Lan chơi. Nhưng mà con đoán được mà. Con đoán thôi hả? Chẳng lẽ con biết cậu Dũng đó? Dạ con biết. Nhưng mà con chỉ đoán thôi. Con đoán là ai? Con nói cho mẹ nghe coi. Dạ, tại vì con chưa chắc chắn cho nên là con chưa tiết lộ được. Khi nào chắc chắn con sẽ nói cho mẹ nghe ha. Con gái của tôi hôm nay còn bí mật với mẹ nữa ha. Mà nè, dạo này á, con hay qua nhà Lan chơi lắm hả? Dạ không. Tại vì con rủ Lan qua nhà chơi. Nhưng mà Lan nói là Lan phải ở nhà cho nên là con qua nhà Lan chơi với Lan đó mà. Ừ, hai đứa thân quá ha. Nhưng mà nè, hiện giờ con đang học năm cuối đó. Phải tập trung vô chuyện học, đi chơi ít thôi. Dạ, con biết rồi. À, con ăn cái gì? Mẹ đi mua đồ ăn sáng cho. Mẹ mua giùm cho con bịch phở với lại là mẹ mua cho ba luôn nha mẹ. Trời đất ơi, con gái của tôi á, không có thấy thương tôi gì hết trơn á. Sao không nói là mua cho mẹ luôn? Thì mẹ đi mua, tất nhiên là mẹ đi mua cho mẹ luôn rồi. Thôi mẹ đi. Nè, ba con có về thì nói ba con ở nhà đợi mẹ nha. Dạ. Làm gì mà sáng giờ gọi anh không được vậy ta? Chẳng lẽ lại có chuyện gì xảy ra với anh sao? Tiếp tục đi tìm đi. Mới có một buổi tối, chắc chắn cái xác không trôi xa được đâu. Tìm đi. Ừ, đi đi. Anh ơi, à, cho hỏi, hôm qua anh cắt cỏ ở đây, anh có thấy cái xác nào nổi lên không? Không, tôi không có thấy gì hết. Có người nhảy cầu tự tử hả cậu? À, cũng đại loại là vậy. Nếu như nhảy từ trên cầu này xuống trong một buổi tối thì cái xác sẽ trôi về đâu? Khó việc lắm. Mùa này nước Côn chảy xiết, nên nếu có nhảy xuống thì cũng quanh quẩn đâu đây thôi. Anh có vẻ rành hơn tôi trong vụ này. Vậy tôi nhờ anh tìm giúp tôi một cái xác nam. Nếu mà tìm được, tôi sẽ gửi tiền bồi dưỡng cho anh. Tôi không thường xuyên cắt cỏ ở đây nên không có rành. Nhưng nhà tôi lại gần đây, để tôi kiếm giùm cậu. Không dạ, cần phải trả công gì đâu. Nghĩa tử là nghĩa tận mà. Dạ, cảm ơn anh. Anh em ơi,
tìm thấy áo của nó rồi nè. Nè, coi đi. Thấy cái xác rồi hả? Không, em vớt được cái áo thôi, mà em nghĩ chắc là cái áo của nó. Còn cái xác đâu? Không lẽ cá rỉ hết rồi sao? Không đâu, sông này ít cá lắm. Nếu thấy áo ở đây mà không có người, có nghĩa là xác đã được đưa lên rồi. Vậy từ tối hôm qua anh có thấy ai tìm kiếm ở khu vực này không? Không, khu này vắng lắm. Nếu đến đông người là tôi biết liền. Tụi bay tìm tiếp đi, nếu thấy thì alo tao. Dạ, dạ. Đi. Dạ, cảm ơn anh. Ừ. Có gì tôi sẽ quay lại. Ừ. Vậy là mấy cậu tìm khắp con sông đó rồi. Dạ, tụi em đã tìm xung quanh đó 100 mét và đã hỏi người dân ở quanh đó. Họ nói nếu như có cái xác thì cũng không trôi xa được. Cậu có thông tin nhóm nào khác tìm cái xác đó không? Dạ, không có nghe thông tin về nhóm nào hết. Các cậu bằng mọi giá phải tìm cho được cái xác của thằng Kỳ. Dạ thưa ông hai. Tôi gặp chuyện gì đâu không vậy? Em với con đừng có buồn nữa. Thằng Dũng nó thoát chết đó là phải mừng chứ em. Bị hai vết thương nặng ở vai, rồi còn bị dìm dưới nước lạnh giá nữa. Cơ thể con người nào mà chịu nổi chứ. Nè, cũng may là con Mỹ nhanh tay cứu nó, nên nó không nằm dưới sông lâu. Mà hai vết thương cũng may mắn là không trúng chỗ hiểm nên đâu có mất máu nhiều. Anh tin là nó sẽ sớm bình phục lại thôi em à. Nó phải chịu nhiều đau khổ quá, mất nhiều máu như vậy, giờ lại bị tiếp nữa. Em sợ là nó không trụ lâu dài được đâu anh à. Anh hiểu. Anh đã nói với nó rút ra khỏi băng tà cun, chỉ có điều vụ vừa rồi là do ngoài ý muốn em à. Ai đã bắt anh hai với ra nông nỗi này hả ba? Ba phải bắt hắn đền tội. Con hãy bình tĩnh đi. Ba cũng đã cho người truy ra tên đó rồi, chắc chắn hắn ta sẽ đền tội thôi. Ba có thấy mặt tên đã bắn anh hai con không? Ba có nói chị Mỹ đi theo hỗ trợ, nhưng đêm khuya quá không nhận dạng được con à. Tại sao hắn lại độc ác như vậy? Tại sao lại bắn anh hai con ra nông nỗi như thế này? Ba không nghĩ gì đâu. Vì nếu hắn muốn bắn anh hai con chết thì anh hai con khó mà sống được lắm. Ý của ba là hắn còn nương tay sao? Đúng vậy. Với cự ly gần như vậy khó mà bắn trượt lắm con. Bây giờ chỉ hy vọng vào bản lĩnh của nó thôi. Ba tin là chắc chắn anh hai con sẽ sớm bình phục lại. Không có gì khuất phục được nó đâu. Nghe nói hiện giờ ông hai cho người tìm tung tích thằng Kỳ đúng không? Bây giờ có kết quả gì chưa? Về cái đó tôi không cần biết. Ông cũng mong muốn nó biến mất luôn đúng không? Nếu như mà công an vào cuộc thì ông sẽ nguy lắm đó. Nói gì thì nói, tao vẫn mong nó không bị biến mất hoàn toàn. Sao ông biết hay vậy? Ông còn nghĩ tới nó hả? Tôi không biết trong đầu ông đang nghĩ gì, nhưng chính nó là người ngăn cản ông và em gái của nó tới với nhau. Cũng có nghĩa là nó đã coi thường ông.
Mặt khác, nó là công ăn chìm, nó qua mặt ông, ông còn quyến luyến với nó làm gì nữa. Chuyện này ông không hiểu được đâu. Cái gì mà không hiểu? Tôi biết ông và nó trước kia là hai người bạn thân thiết với nhau. Nếu là tôi, hôm qua tôi bắn một phát vô đầu hoặc là vô tim nó thì xong. Chứ cần gì bắn hai phát chi tốn đạn vậy? Thôi, bỏ chuyện này qua bên đi. Nè, ông nói là nhờ tôi bắt cóc con Lan mới lòi ra thằng Kỳ là cảnh sát chìm đúng không? Đúng vậy. Ok. Có vẻ như bắt cóc người khác để gây áp lực cũng là một chiêu. Tốt. Ông định làm chuyện mờ ám sao? Không, tôi đâu có làm gì đâu mờ ám. Nếu tôi muốn làm, tôi làm thẳng mặt à. Mà nói vậy thôi, tôi cảm ơn ông. Ông đã giúp tôi nhổ được cây gai trong mắt. Nếu nói vậy thì bây giờ ông đường đường chính chính quen với Hồng Ân rồi. Không, đàn bà phụ nữ trên đời này thiếu gì. Hiện giờ cái tôi cần là cái khác. Hương nè, vừa rồi tôi vừa nhận một thông tin, có một đối tác ông Hai đang hợp tác với Khắc Quy. Có phải chính ông đã bán thông tin về đối tác của ông Hai cho Khắc Quy biết hay không? Sao ông biết hay vậy? Tôi có biết thông tin gì đâu mà bán. Ngày xưa khi ở bên cạnh ông ta, tôi chỉ phụ ông ấy buôn bán thôi và bảo vệ ông ta những lúc cần thiết nhất. Còn những chuyện khác thì có ông lo rồi còn gì. Đúng, nhưng mà tôi không hiểu sao cái thông tin đó lại lọt ra ngoài chứ. Đó là do chính đàn em của ông, hoặc là thằng Kỳ đã bán thông tin. Không, trong chuyện này thì chỉ có thằng Kỳ chứ không có ai khác. Không, bản thân chuyện này tôi biết rất rõ, tôi giữ nó rất kỹ. Tại sao thằng Kỳ biết được những thông tin này chứ? Đơn giản thôi vậy mà cũng hỏi. Ông có nhớ là những lúc giao hàng với nó không? Chỉ cần nó để ý là biết được đối tác của nó như thế nào rồi. Cái đó là nghiệp vụ của tụi công an mà. Sau đó nó về báo cáo lại với sếp của nó về thông tin đó của ông Hai, rồi cứ tiến hành gài bẫy thôi. Ông có nhớ chuyện thằng Kỳ vừa rồi đã bị tụi Khắc Quy bắn trong cái vụ bảo vệ ông Hai? Chẳng lẽ nó lại bán thông tin cho ông ta sao? Cái đó chỉ là một màn kịch thôi. Nó muốn ghi điểm trong mắt ông Hai. Còn về chuyện của tên sát thủ á, chỉ là một màn kịch thôi. Ông hiểu ý tôi chứ? Tiền của anh đây. Cảm ơn cậu. Mà giấy thư của anh có sao không hả? Đây nè, ông chỉ cần nhìn rõ cách ông Hai phản ứng kìa, bảo vệ thằng Kỳ, ông cũng đủ biết là nó ghi điểm trong mắt ông Hai bao nhiêu rồi. Ông nghĩ tôi nói đúng không? Nhưng mà bây giờ á, thằng Kỳ thì cũng đã chết rồi, coi như chúng ta đã thành công.
Xem như anh em mình đã nhổ được cây gai trong mắt. Hôm đó mày đã lấy được chiếc vali mà tại sao không mang về đây vậy? Dạ không anh, bọn mắt xanh truy dữ quá, chiếc vali đựng tiền và bột đều bị tụi nó chặn lấy hết. Tao đã dặn đi dặn lại biết bao nhiêu lần rồi, là bằng bất cứ giá nào để mang cho được vali về đây. Em xin lỗi. Tôi rất tin tưởng cô, vì cô là người của lão Thành đưa qua. Cô biết là tôi thưởng cho cô trước đó không biết bao nhiêu là tiền. Cô biết chứ. Nhưng mà dạo này hình như tôi thấy cô không nhiệt tình cho lắm. Dạ không, em được anh Thành đưa qua làm việc cho anh. Với em, anh cũng như anh Thành, em tuyệt đối trung thành và làm việc hết mình. Còn những sai sót thì em xin chịu trách nhiệm. Anh muốn sao thì em sẽ làm vậy. Đúng. Có công thì được thưởng, có tội thì phải chịu. Cô biết điều đó chứ? Dạ biết. Tôi xin lỗi. Đi ra ngoài mau. Dạ. Alo, em nghe đại ca. Mày đi tìm thằng Phong về đây cho tao. Dạ. Ừ, nói với đại ca, tao sẽ về liền. Khắc Quy nhắn tin gọi cậu về à? Dạ, không có gì, kêu em về gấp, không biết là có chuyện gì không. Chắc là có chuyện quan trọng hắn ta mới gọi cậu về. Ừ, nhưng mà hắn ta có biết cậu đã trở về và đang ở Việt Nam không? Không biết đâu anh. Thời gian vừa qua cậu ở bên Campuchia, cậu thấy thế nào? Dạ, nhờ có anh giúp đỡ cho nên em có cảm giác thoải mái lắm, không giống như là đang chạy trốn. Campuchia là nhà của tôi mà, mấy chiến hữu của tôi bên đó cư xử với cậu cũng tốt chứ? Mấy anh em đối xử tốt lắm, giống như là anh em một nhà vậy, cho nên em không có cảm giác ngại ngùng gì. Cậu Phong à, trong thời gian cậu sống bên đó, không, nói chính xác hơn là cậu trốn bên đó, Khắc Huy có chu cấp gì cho cậu không? Không. Sao hắn có thể chu cấp được chứ?
Khi bên cạnh hắn, lúc nào cũng có những tên đàn em mới ngon lành, không thua gì cậu hết. Nói cách khác, hắn ta còn không thèm nhớ tới cậu nữa kìa. Trong mắt hắn lúc này, chỉ có mấy tên đàn em của tôi là đáng giá thôi. Và nhà hắn ta đang dùng tiền để mua chuộc tụi nó về phục vụ riêng cho hắn ta. Ê, hãy gia nhập bang của tôi, cậu sẽ có tất cả. Đây không phải là tiền để mua lòng thành của cậu, mà là số tiền cậu xứng đáng có được nó. Nhưng em chưa làm gì được cho anh. Và lại em còn nợ anh. Khi mà ở bên kia, anh đã giúp đỡ em. Cứ nhận đi, rồi cậu sẽ có việc để giúp anh thôi. À, có lẽ chính là việc Khắc Quy sắp giao cho cậu đó. Tại sao không gọi được cho ảnh chứ? Không lẽ ảnh qua máy tránh mình sao? Con muốn nói chuyện với mẹ. Con đợi mẹ một chút, mẹ làm xong luôn rồi nói chuyện cho tiện. Ừ, hồi sáng này á, mẹ mua mấy tô phở đặc biệt ngon lắm cho cả nhà mình ăn, mà cuối cùng á, ba con cũng không có về, tiếc ghê. Con muốn nói chuyện với ba. Mẹ dừng tay nói chuyện với con một chút thôi. Ừ, có chuyện gì con nói đi. Mẹ biết vì sao ba cấm con quen với anh Kỳ mà, đúng không? Mẹ không biết. Con nghĩ là mẹ biết. Chỉ có điều mẹ đang giấu con thôi. Nói cho con nghe đi mẹ. Mẹ cũng không chắc nữa. Nhưng mà mẹ nghĩ ba con chắc có lý do riêng của ổng. Mẹ là người hiểu ba con nhất. Mẹ không biết thì ai biết. Mẹ, con xin mẹ đó. Mẹ nói cho con nghe đi. Mẹ không biết thật mà. Hay là đợi ba con về, mẹ sẽ hỏi lý do giúp con nha. Ba có đợi nào nói cho con biết đâu. Nếu như vậy thì con đã biết sự thật rồi. Tụi con lên phòng đi. Xin phép mẹ con ra ngoài một chút. Không ngon. Ông hai, ông hãy đợi đó.
Sau khi tôi bắt được con gái của ông rồi, ông sẽ biết tay tôi. Anh giận em thiệt rồi sao? Mấy hôm nay anh đi đâu vậy? Sao em tìm anh hoài không thấy? Em xin lỗi. Phải làm sao đây? Cô. À, dạ. Ủa? Gì? Cô tìm thằng Kỳ hả? Dạ. Đâu có nó ở nhà đâu mà cô tìm. Dì ơi, dì biết anh Kỳ ở đâu không? Con gọi hoài mà không liên lạc được. Trời ơi, hỏi gì mà kỳ cục quá. Tôi biết tôi hỏi cô làm gì, tôi nói chuyện cô làm gì. Trời ơi, tôi cũng đang cần gặp nó nè. Thử coi nó còn thuê lại phòng của tôi không. Không thôi tôi lấy phòng lại á. Cái thằng này đi về mà cả tháng không về đóng tiền phòng nữa. À, tôi nhớ rồi. Ngày hôm qua nó có về. Nó về nhưng mà nó đâu có vô phòng đâu. Nó cứ lảng vảng ở đây nè. Rồi tôi cũng nhìn nó vậy, rồi tôi xoay qua xoay lại nó đi mất tiêu. Đi nào tôi cũng không hay luôn. Vậy dì biết anh đi đâu không dì? Biết chết liền. Trời ơi, biết thì tôi đứng ở đây nói chuyện với cô làm gì nữa. Tôi đâu có rảnh đâu. Tôi đã nói với cô rồi, tôi cũng trông là gặp mặt nó để tôi nói chuyện rõ ràng với nó để tôi lấy phòng lại. Ở thì ở, còn không ở thì thôi trả phòng tôi. Gì đâu mà đi không nói tiếng nào hết, ai biết. Mình nghe nè ông ơi. Lan hả? Lan, Lan biết anh Kỳ đang ở đâu không Lan? Anh Kỳ hả? Mình cũng không rõ nữa. Có chuyện gì không ông? Mình không liên lạc được với anh mấy ngày hôm nay. Mình lo lắm. Chắc là anh bận gì đó, chưa gọi cho ông được thôi. Ông bình tĩnh đi, không sao đâu nha. Nhưng mà mình lo lắm Lan ơi. Mình đoán chắc là Lan biết ảnh đang ở đâu mà đúng không? Mình mong gặp ảnh lắm. Thì làm sao mình biết được? Lan, Lan đừng giấu mình. Mình biết là Lan biết anh Kỳ đang ở đâu mà. Lan nói cho mình biết đi. Nếu không gặp được ảnh chắc mình chết mất. Anh Hai, anh tỉnh rồi hả? Anh Hai, anh Kỳ đang ở bên Lan mà đúng không? Lan, Lan nói cho mình biết đi. Không mình hả? Anh Hai, anh tỉnh rồi hả? Lan đang ở bệnh viện hả? Anh Hai. Mình tới liền á. Ân ơi, Ân, alo. Lan. Anh Hai, anh tỉnh rồi hả? Để em gọi mẹ tới nha. Khoan đã. Ê, đợi đã. Cô nói
Anh Kỳ đang ở trong bệnh viện hả? Anh bị làm sao vậy? Anh bị làm sao hả? Cô nói đi. Cô nói với tôi đi. Cô buông tôi ra đi. Cô nhìn cô kìa. Cô nói cô thương anh Kỳ. Tại sao lại ra nông nổi này chứ? Tại sao không lo đi kiếm ảnh mà ở đây uống rượu? Cô biết cái gì mà nói chứ. Tôi rất là nhớ anh Kỳ. Cô có biết là tôi nhớ anh tới mức nào không? Mấy bữa hôm nay tôi tìm anh khắp nơi, nhưng mà tôi gọi điện anh cũng không thể bắt máy tôi. Chắc là anh giận tôi vì cái vụ tôi chụp hình lén ảnh đó. Tôi không biết là cô đang nghĩ gì khi mà làm những việc vừa rồi. Nhưng mà tình cảm của tôi và anh Kỳ không gì có thể ngăn cách được. Anh Kỳ cần một người ở bên cạnh ảnh lúc anh đang gặp khó khăn nhất. Còn nếu yếu đuối và còn gây khó khăn cho ảnh thì tốt nhất là nên tránh xa ảnh ra đi. Tôi đi gặp anh Kỳ đây. Khoan, cho tôi đi với. Hồng Ân, đợi tôi với. Hồng Ân. Anh là ai vậy? Bỏ tôi ra. Ủa, hình như là con Thư kìa. Trời ơi, cái con này nó sai xỉn tới cái mức độ nó không làm chủ bản thân nó được nữa. Ủa, mà cậu này là ai vậy ta? Hồi nãy em nói chuyện với Ân hả? Dạ, Ân gọi điện thoại cho em, hỏi em đang ở đâu. Khi thấy anh hai tỉnh lại, em lỡ miệng kêu. Ân đoán ra. Nhưng mà em không nói anh hai ở đây, không sao đâu. Em không nói thì cô ấy cũng sẽ biết thôi. Làm sao mà Ân biết được? Vì hồi nãy em chỉ kêu anh hai thôi, chứ em đâu có kêu anh Kỳ. Sao Ân đoán ra? Anh hai à, em thấy Ân tội nghiệp lắm. Không có liên lạc được với anh, Ân khóc nhiều lắm. Hay là anh gọi cho Ân tủ cô sao nha. Ba mẹ chưa nói với Ân, cho em biết sao? Dạ chưa. Em có nghe gì đâu. Bộ có chuyện gì hả anh hai? Sau này thì em cũng sẽ biết thôi. Mà Lan nè, lát nữa Ân có tới, em tìm cách đừng cho cô ấy vào đây nha. Dạ. Cuộc sống này tại sao vậy? Tại sao cái gì mà cũng có hết, còn tao thì không có là sao? Mẹ nó tại sao vậy hả? Thank you.